Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, không phải là nhân vật nào trong thế giới anime cũng có khởi đầu là kẻ mạnh mẽ. Có những nhân vật ban đầu là những kẻ yếu ớt, nhưng vì hoàn cảnh mà phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ với những mục tiêu riêng. Và nếu bạn đang tìm những bộ anime với những anh chàng như vậy, thì hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có nam chính mạnh mẽ nhưng với khởi đầu là kẻ yếu ớt nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận xem bạn ấn tượng nhất với anime hay là nhân vật nào cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Hitori no Shita, The Outcast, thể loại action superpower supernatural. Joe Soran là một sinh viên đại học bình thường cho đến khi anh ta bị cuốn vào một sự cố khủng khiếp ở một ngôi làng nhỏ khi đến thăm mộ của ông nội. Trong khi đi qua nghĩa địa để thăm ông nội đã mất, Soran bị thầy ma tấn công cho đến khi một cô gái bí ẩn cầm dao xuất hiện và dẫn anh ta đến một cuộc đối đầu với thầy ma. Sau khi chiến đấu thành công với thầy ma và tiếp tục gặp gỡ với cô gái cầm dao có tên là Fu Hoho, cuộc sống của Soran bắt đầu thay đổi khi mà anh ta biết được rằng kỹ thuật võ thuật của ông nội anh ta được biết đến với cái tên Kitaigen là một kỹ thuật được tìm kiếm bởi rất nhiều nhóm võ thuật với động cơ bí ẩn. Câu chuyện về nỗ lực của Soran để tìm hiểu lịch sử thực sự của ông nội và mối liên hệ được cho là của ông với Fu Hoho. Số 9. Reikenzan Hoshikazu Tachi no Yutage, Linh Kiếm Sơn, thể loại comedy magic fantasy. Cách đây rất lâu ở chiến tỉnh của Kyushu, một sự kiện tai họa đã được tiên đoán sẽ xảy ra. Sao chổi rơi xuống sẽ làm cạn kiệt năng lượng tâm linh của cả thiên đàng và mặt đất, và do đó mang đến một thời đại hỗn loạn trên toàn thế giới. Nhưng trái với lời tiên tri, các sao chổi đã đi qua và không có thiên tai nào xảy ra cả. Đồng thời, như thể bị tác động bởi hiện tượng này, một cậu bé sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh của vùng Soukei với cái tên là Oriku. 12 năm sau, khi ký ức về sự kiện đó đã phai mờ trong tâm trí mọi người, gia tộc Reikenzan, một trong năm giáo phái tối cao của 9 tỉnh, quyết định tổ chức một kỳ thi để tập hợp những cá nhân tài năng nhất phù hợp để trở thành đệ tử và trở thành những nhà hiền triết. Nghe thấy tin tức này, Oriku và người hầu Ocho của mình tiến về địa điểm cuộc thi. Họ không biết rằng người tổ chức Obu, mặc dù có vẻ ngoài thanh lịch, nhưng lại là một kẻ vô tư đến mức vô cùng vô trách nhiệm. Do đó đã làm trong các thử nghiệm trong kỳ thi trở thành không thể đoán trước. Reikenzan Hoshikazu Tachi no Yutage kể về câu chuyện của Oriku khi mà anh đi qua những thử thách này để trở thành một nhà hiền triết mạnh mẽ. Số 8. Goblin Slayer, thể loại hành động fantasy. Goblin được biết đến với sự hung dữ, xảo quyệt và sinh sản nhanh chóng, nhưng chúng chỉ là quái vật bậc thấp khiến cho những mối đe dọa từ chúng bị bỏ qua. Tấn công chủ yếu ở vùng nông thôn để bắt cóc con cái của các loài khác nhằm sinh sản. Những sinh vật hèn hạ này được tự do tấn công loài người khi mà các nhà thám hiểm nhắm mắt làm ngơ chúng trước những nhiệm vụ với yêu cầu và số tiền thưởng lớn hơn. Để kỷ niệm ngày đầu tiên của cô trở thành một nhà thám hiểm ranh sứ, nữ tu sĩ 15 tuổi tham gia một nhóm của các tân binh trẻ. Họ nhiệt tình điều tra về một bộ tộc Goblin là nguyên nhân của sự mất tích của một số phụ nữ trong làng. Họ đã không chuẩn bị đầy đủ và nguy hiểm hơn là họ thiếu kinh nghiệm. Và cái kết là nhóm sớm phải đối mặt với sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nó từ một cuộc phục kích trong khi đang khám phá hang động. Không còn một ai sống sót, nữ tu sĩ sợ hãi chấp nhận số phận của cô ấy cho đến khi một kẻ với cái tên Goblin Slayer xuất hiện và giải cứu cô, phá hủy toàn bộ tổ Goblin. Và người nằm giữ ranh bạc danh giá, Goblin Slayer, cho phép cô đi cùng anh ta khi mà anh ta hỗ trợ hội mạo hiểm giả trong tất cả các nhiệm vụ liên quan đến Goblin. Cùng với nữ tư tế, 2F, người lùn và Lizard Man, chiến binh mặc áo giáp sẽ không dừng lại cho đến khi mọi Goblin ở vùng đất biên giới bị tiêu diệt hoàn toàn. Số 7. Keys Niver, thể loại drama romance viễn tưởng. Katsuhira Agata là một cậu bé tuổi teen trầm tính, dè dặt và đã mất đi cảm giác đau đớn. Bạn của anh ta, Chidori Takashiro, chỉ có thể nhớ một cách mờ nhạt những ngày trước khi Katsuhira trải qua sự thay đổi đau đớn này. Bây giờ, thái độ tự mãn của cậu khiến Katsuhira liên tục trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Nhưng nắm đấm của họ chỉ có thể khiến Katsuhira chớp mắt.
vì ngay cả cảm xúc của cậu cũng không còn. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Kazuhira, Chidori và 4 thiếu niên khác bị bắt cóc và buộc phải tham gia vào hệ thống Kizuna với tư cách là Kiznivers. Những người tham gia được kết nối thông qua nỗi đau. Nếu một thành viên bị thương, những người khác sẽ cảm thấy nỗi đau đớn tương tự. Những cá nhân này trở thành những con chuột thí nghiệm và vật tế trong một hệ thống không hoàn chỉnh được thiết kế với mục đích vì hòa bình thế giới. Số phận của họ chính xác theo nghĩa đen là đã được đan xen và gắn chặt vào nhau. Kiznivers đã phơi bày bản thân thực sự giữa từng người họ với nhau. Với thực tế hiện tại thì nguy cơ thất bại nhiều hơn chỉ là hệ thống Kizuna. Dororo, thể loại action adventure demons historical samurai shonen supernatural. Lãnh chúa samurai tham lam Daigo Kagemitsu đang chết dần và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì vì quyền lực, thậm chí từ bỏ đức Phật và lập ra một hiệp ước với quỷ. Những lời cầu nguyện của anh ta được trả lời bởi 12 con quỷ đã cho anh ta sức mạnh mà anh ta mong muốn, nhưng với cái giá phải trả. Khi con trai đầu lòng của Kagemitsu chào đời, cậu bé không có chân tay, không có mũi, không có mắt, không có tai, thậm chí là không có da, nhưng vẫn còn sống. Đứa trẻ này bị vứt bỏ trong một dòng sông và bị lãng quên. Nhưng may mắn, đứa trẻ được cứu bởi một thầy thuốc, người đã cung cấp cho anh ta bộ phận giả và vũ khí, cho phép anh ta sống sót và tự bảo vệ mình. Cậu bé sống và lớn lên, và mặc dù cậu không thể nhìn, nghe hoặc cảm thấy bất cứ điều gì, cậu ta phải đánh bại những con quỷ đã lấy mình làm vật hiến tế. Với cái chết của mỗi người, cậu ta lấy lại được một phần của chính mình. Trong nhiều năm, lang thang một mình, cho đến một ngày, cậu bé mồ côi Dororo kết bạn với anh. Cặp đôi không có khả năng này hiện đang chiến đấu cho sự sống còn của họ trong thế giới không thể tha thứ, bị quỷ ám. Số 5. Blood Devils, thể loại action supernatural vampire. 60 năm trước, một trường hợp mất ngủ kỳ lạ đã tấn công dân chúng, buộc họ phải thức suốt hơn một tuần. Các nạn nhân hoàn toàn thiếu ngủ, tất cả đều dường như phát điên. Để chữa căn bệnh này, một loại thuốc mới đã được sản xuất, nhưng tác dụng phụ đã biến bệnh nhân thành macaron. Nhân loại đã đi đến chiến tranh chống lại loài mới này và chiến thắng. Nhưng một số macaron trong số đó đã sống sót, sinh ra từ một người và một macaron. Nhân vật chính, Mi Liu, đứa trẻ của hy vọng, là đại diện cho niềm hy vọng mới sẽ kết nối hai loài. Làm thủ lĩnh của một băng cướp ngân hàng, Mi Liu bị bắt và chuyển đến một nhà tù đặc biệt của cơ quan quốc phòng, theo dõi macaron. Cố gắng thoát khỏi Anji, Mi Liu bị tấn công bởi những con quái vật lạ và anh ta phát hiện ra rằng vị trí nhà tù tương ứng với nơi sinh của macaron, thủ đô cũ Blue Town. Tại sao macaron lại bị mắc kẹt trong Blue Town? Những con quái vật kỳ lạ đã tấn công cậu ta là gì? Những anh hùng của chúng ta phải chiến đấu để giải quyết những bí ẩn đó. Số 4. Zie Moren, thể loại Action Fantasy Mystery Supernatural. Một học sinh năm thứ nhất, Zhou Xiaowan, đã đeo một chiếc nhẫn không rõ nguồn gốc. Một con quỷ đáng sợ nhảy ra từ miệng cậu và cuộc sống của cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Cú sốc về một bí mật lịch sử đang dần hiện ra. Huyết quỷ tự gọi mình là trụ vương. Một cuộc đua thoát tim của thầy ma, một nhóm người đáng ngờ của đạo linh mục đang chiến đấu chống lại chúng. Những bí ẩn của những chuyện siêu nhiên, thế giới này có thể hòa nhập với xã hội loài người đó. Số 3. Kubikiri Cycle, thể loại hành động drama siêu nhiên mystery. Do một căn bệnh bí ẩn, thiên tài Iria Akagami đã bị gia đình ép buộc phải ở trong một căn biệt thự trên đảo Red Crow Feather và bị cô lập với một số ít người giúp việc xung quanh. Để giữ cho bản thân không bị buồn chán, Iria mời nhiều thiên tài ở lại làm khách trong nhà của mình, bao gồm Tomo Kunagisa, một trợ lý máy tính giấu tên, thầy bói lành nghề Maki Himena, nghệ sĩ nổi tiếng Kanami Ibuki, học giả nổi tiếng Akane Sonoyama và người đầu bếp nổi tiếng Yayoi Sashirono. Các chuyến thăm của họ diễn ra như bình thường cho đến khi một trong những vị khách được tìm thấy khi bị sát hại khủng khiếp trong đêm mà không có một manh mối nào về danh tính của kẻ giết người hoặc một động cơ của chúng.
căng thẳng gia tăng giữa những người trên đảo khi mà kẻ giết người vẫn còn đó và trợ lý Tom đã quyết định tự mình đi tìm. Số 2. Concrete Revolution. Thể loại action, demons, drama, fantasy, mystery, sci-fi, superpower, supernatural. Vào một ngày tháng 7 đầy nắng của năm thứ 41 của thời đại Shinka, Jiro Hitoyoshi được giao cho nhiệm vụ lắng nghe một cuộc gặp gỡ bí mật giữa một nhà khoa học hàng đầu của chính phủ và một điệp viên công nghiệp. Tuy nhiên, vỏ bọc bị bại lộ, tên điệp viên tiết lộ mình là người ngoài hành tinh ngụy trang. Giữa sự hỗn loạn sau đó, Jiro nhờ tới sự trợ giúp của nữ phục vụ quán cà phê và cô gái phép thuật Kiko Hoshino, một trong những siêu nhân hòa nhập vào xã hội và bí mật bảo vệ cho loài người khỏi các mối đe dọa từ ngoài trái đất. Là một thành viên của cơ quan chính phủ được gọi là phòng thí nghiệm nghiên cứu siêu dân số, Jiro có nhiệm vụ kép là bảo vệ các siêu nhân trong khi họ bảo vệ loài người và xử lý mọi thứ được coi là quá nguy hiểm. Sau khi chứng tỏ mình là một đồng minh xứng đáng, Kiko được mời tham dự công ty với tư cách là tân binh. Sau đó 5 năm, sự từ chối và sự chán ghét đối với các siêu nhân hiện đang rất phổ biến ở Tokyo. Từ tham nhũng của chính phủ và những suy nghĩ trái ngược nhau về công lý, đến đạo đức của những người siêu phàm, mối quan hệ giữa con người và cộng đồng thiểu số siêu nhiên đang bấp bênh trong một thế giới tràn ngập những lời thì thầm bất an. Trong một hoàn cảnh bí ẩn, Zero đã phản bội cơ quan này và giờ anh ta trở thành kẻ chạy trốn. Khi anh lướt qua những con hẻm nhỏ, anh bị truy đuổi bởi chính những siêu nhân mà chính anh đã từng tuyển mộ. Số 1. Cheating Craft, thể loại Action Comedy School. Trong một thế giới nơi thành công trong việc học tập sẽ quyết định toàn bộ tương lai của bạn, phòng thi trở thành một chiến trường tàn nhẫn. Vượt qua các kỳ thi đảm bảo cho bạn một tương lai thành công. Thất bại trong cuộc sống của bạn để sống một cuộc đời tàn nhẫn, bị dây bo bởi đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ có những sinh viên thông minh nhất hoặc tinh danh nhất mới có thể làm cho nó sống dậy. Đây là hai chiến lược chiến đấu, dành cả đời để học bài kiểm tra hoặc hoàn thiện chiến lược gian lận của bạn. Những học sinh cống hiến hết mình cho việc học tập được gọi là Learning Type và họ buộc phải kết hợp với một học sinh của Cheating Type gian lận để chiến đấu với các đối thủ của mình để giành điểm cao nhất. Kẻ cheater, Juge Mumin và học giả hiếu học Kiao Yi Huang quyết định hợp tác chống lại các kỳ thi. Tuy nhiên, các đồng minh sớm bị chia rẽ, trở thành đối thủ cay đắng. Liệu họ có thể tự làm được không? Và nếu vậy thì ai sẽ sống sót qua thử thách để chiến thắng? Trên đây là top 10 anime có nam chính mạnh mẽ nhưng với khởi đầu là kẻ yếu ớt mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!